từ mà mình làm cái chuyện người ta làm không được, mình làm được. Cho nên trong Đức Phật có 10 hiệu đó, gọi là ưng cúng chánh miếng chi minh hạnh túc hiện thể thế gian giải điều ngự trượng phu thiên nhân sư vô thượng sĩ Phật Thế Tôn, tức là điều ngự trượng phu, tức là gọi là chiến thắng muôn binh, không phải là chiến công oanh liệt. Chiến thắng được giặc lòng đó là kỳ công hiển hách dễ gian, nghĩa là cái cách tu là hiện tại bây giờ mình có thắng được mình hay không. Mình theo dõi mình hàng ngày, sáu căn mình coi mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình có đắm nhiễm sáu trần không? Lại đây bữa nay nấu bún ăn ngon quá, ngày mai lại đằng kia nấu bánh canh ăn không ngon là thấy trong mình nó khó chịu. Rồi nó sao mà kỳ, bữa nay ăn không bằng hổng qua. Ở vậy đó, chỗ này cũng phân biệt. Rồi lại đằng kia ngồi đó, đằng này bữa nay niệm Phật không có bọc gió, không có tọa cụ, ngồi đau đứt trời. Không thật đó, ngồi phân biệt hoài, dốt cuộc hoài, tu mấy chục năm mà nhảy không khỏi đọt cao âm là vậy đó. Không có biết cái cách. Vậy thì cái cách tu là phải trở về nội tâm, tu cho đắc đạo. Cái mượn cái thân xác này không biết nhiêu năm, không biết nhiêu nữa, tôi nói quý vị mình biết cái quạt gió người ta bảo hành 3 tháng, 6 tháng. Mà chú có ai dám bảo hành chú không? Không bảo hành. Mình là cái đồ của mình nó không có bảo hành. Đồ không bảo hành là đồ dởm nha. Quý vị mình nhớ, cái đồ bảo hành là đồ xịn, đồ ghim. Mà mình bây giờ cha mẹ sanh ra, không có một ông nào, một bà nào nói tôi bảo hành tôi được 10 bữa. Lỡ điên lát chợt cái giỏ té gãy giỏ cái nó ủi sao kỳ vậy? Bảo hành sao kỳ. Bảo hành vậy thì bây giờ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý đồng đạo, nam nữ. Hôm nay mình cũng có được cái nhân duyên lành được đến nơi tư gia của anh Út đây, nhờ anh Út mà trước là mình biết anh Út và sau nữa mình biết đồng đạo Thiện Nghĩa và Út Hậu Thành Hậu. Phải nói là mấy chị em tôi rất là hân hạnh và vui mừng. Mình cũng không có về là mình được quý vị cho đến đây để gặp nhau, để trao đổi về đạo đức, để nhắc nhở cho nhau về cái tinh thần tu hành. Chỗ nào mình chưa được hiểu thì mình phải sẽ chia sẻ, hỏi hai vị để hai vị giải thích cho mình hiểu thêm. Vậy thì thôi đầu tiên mình cũng xin mạo muội nghe nói trước nha. Đại mình cũng xin hỏi là cái câu của thầy, thầy nói tu biết cách như đương biết đát, đương đáp rành cũng dựa xe lon. Thì bây giờ tu như thế nào mà biết cái cách và không biết cách thì xin nhờ đồng đạo Thành Hậu chia sẻ để chị em và anh em cùng hiểu và cùng tu cùng tiến nha đồng đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa chú Út đại diện cho nơi am trại. Và kính thưa toàn thể quý vị. Giờ hôm nay là lần đầu tiên Thành Hậu được trở về đây. Trước là cầu nguyện cho một vị đồng đạo đã vừa qua đời. Và sau đó thì đến giếng nơi của chú Út. Thì quý vị mình thấy rằng tức là một cái người phàm thôi mà tạo thành cái cảnh như mình thấy đây có một cái từ trường rất là tốt phải không? Từ ngoài vô đây giờ mình thấy nó rất là nó tuy rằng nó trời nó rất là oi bức nhưng mà rất là mát mẻ, tạo thành một cái oxy không khí trên đường dẫn vô có trồng hoa kiển ở đây. Mà nếu mà giấc tối khoảng 5-6 giờ chiều là nó thơm dữ lắm nha chú. Tức là nguyệt quế này nó rất là thơm, thơm trong ban đêm. Đặc biệt hơn là chú tạo một cái không khí tu học thì rất là quý đối với Thành Hậu. Ước ao tạo thành cảnh như thế này mình cũng đang thực hiện một cái nơi để làm việc đạo sự là làm, nhưng mà sau đó mình cũng phải lui về để nơi tịnh dưỡng. Giờ hôm nay thì lời nói đầu tiên Thành Hậu đến đây để gặp gỡ quý vị. Vừa qua được cô thứ mấy cô? Thứ 6. Cô 6E. Hỏi hai câu trong sấm giảng Đức Thầy.
Câu hỏi là tôi biết cách như đương biết đát, đương đát rành ở giữa xe lon. Thì tôi biết cách là như thế nào? Cái cách tu ra sao? Bây giờ quý vị mình cùng với Thành Hậu là đã cũng có tu rồi, nhưng mà biết cách là sao? Vậy thì xin đọc ngược lên đó. Đức Thầy nói là nhớ thỏ trước đó, vô lương võ đế tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến ngày sau ngạ tử đài thành Phật bất cứu vì tâm còn ác. Rồi mới đến câu là tu biết cách như đương biết đát, đương đát rành đang giữa sa lon. Ai biết nghe hãy sớm liệu toan để đến việc người thất nghiệp. Vậy thì bây giờ cái đoạn trên là tự nhiên mình đọc là thấy nó mở đoạn dưới. Ông vua lương võ đế thời kỳ của Đạt Ma Tổ Sư, nếu nói về thời kỳ của Đức Phật đó, thì ngài trụ thế suốt thời gian 49 năm. Và sau đó ngài truyền cái y bát, cái người đầu tiên là ông Ca Diếp. Dạ, ông Ca Diếp. Vậy thì từ bên Ấn Độ mà truyền sang bên Tàu đó là trải qua 28 đời tổ. Tức là truyền cái y là cái áo của Đức Phật, cái bát là cái bình bát của Đức Phật đó. Nếu ai có hai cái vật chứng này thì người đó sẽ được làm tổ. Thì Đạt Ma Tổ Sư là một vị tổ cuối cùng của bên Ấn Độ, là vị tổ 28. Mới truyền sang qua bên Trung Hoa, đầu tiên ngài gặp đó thì đến ông vua Lương Võ Đế. Thời đó vua Lương Võ Đế rất là thịnh hành Phật giáo. Nhưng mà một cái điều, ông tạo tất cả 72 kiển chùa cho tăng sư trong nước để tu hành. Nhưng mà cuối cùng ông hỏi tổ: dạ thưa bạch tổ, con xin hỏi tổ, con làm phước như vậy đó là cái phước con bao lớn? Đạt Ma Tổ Sư trả lời: cái phước của ông làm á, nó nhỏ như hạt cải vậy, nó nhỏ vậy đó. Ông tưởng rằng ông tạo cho 72 kiển chùa cho tăng sư trong nước tu hành mà cái phước ông độ chắc nó lớn dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng Đạt Ma Tổ Sư trả lời cái phước ông nó nhỏ như hạt cải kia. Ông mới đuổi tổ ra khỏi ngoài, ra ngoài khỏi cung luôn. Đó, trong chuyện kể là ông rút gậy, ông đuổi tổ, sắp sửa quánh tổ gãy găng này. Đó. Thì cho nên bây giờ trở ngược lại, cái thời kỳ của ông vua Lương Võ Đế là một tiều phu đốn củi. Nhưng mà ngày nào cũng đi đốn củi hết á. Có hộp cơm, cái giỏ cơm, ngày nào cũng có giỏ cơm ăn xong thì ông cho khỉ nó ăn. Nhưng bữa nay thì ông đốn say sưa quá thì quên ăn cơm đi. Khỉ nó đến nó phá, nó lấy cơm ông ăn dư xong rồi nó giục tùm lum hết. Ông giận quá giận luôn. Ông lấy cây ông rượt khỉ vô tới miệng hang, ông lắp lại rồi bỏ đấu nó chết luôn, đốt nó luôn cho nó chết. Nhưng cái duyên ông trên đường đi đốn củi, ông gặp cái tượng Phật đứng ngoài nắng á, ông lấy cái nón lá của ông đang đội, ông thấy cái tượng Phật thôi chứ không phải là ông Phật thiệt, ông đội lên cái tượng đó. Thì trong tương lai cái kiếp của ông đó là nhờ đội nón lá cho tượng Phật đứng ngoài nắng, ông được làm vua. Cái phước nó lớn vậy đó quý vị. Huống gì bây giờ mình hàng ngày mình kính lễ Phật nó quý dữ lắm nha. Nhờ cái duyên mà ông đội nón lá cho Phật cho nên ông được làm vua. Và sau đó cái con khỉ nó đầu thai lại, nó làm hầu kiển, là một cái người tin tưởng nhất của ông. Này du ông lên trên đài, cuối cùng nó bế là nó đóng cửa, ông chết trên trên. Thì cái gì nó cũng có, cái nhân ông đội nón lá thì ông sẽ được làm vua. Cái nhân ông giết con khỉ thì con khỉ nó giết lại. Cho nên Đức Thầy nói là tu biết cách như đương biết đát, đương đát rành ở giữa sa lon. Ý nói rằng cái người tu, cái cách tu đó là tu tướng và tu tâm. Nó có hai đường để mà mình tu. Hàng ngày thì mình thích nhất là người ta khen. Đó gọi là thích khen không thích chê, nghĩa là thích mê mà không thích giác. Thường thường mình thấy đứa nít mà lại tới nhà ông Út nói hỏi ông Út mới lợi đứa con, nó phanh tay nó thương Út mới lợi. Cái ông Út nó lấy cục kẹo đưa nó khen đó. Chứ sao nó gặp ông Út nó hỏi nữa. Thì tại con nít làm chuyện đó. Mà mình người lớn, không lẽ người ta khen mình mới tu nữa. Không. Vậy thì mình làm chuyện con nít hoài sao? Người ta khen chê hoặc là nói này nói kia đi đọc giảng, tôi nói mình là đụng cảnh nhiều.
đi đòn đi núi đi đám bằng tầng này cái nọ đọc giảng người ta không giới thiệu ông kia ông giới thiệu mình cái tên nó hơi nó thiếu thiếu sao đó mình thấy nó hơi mất mặt giống hết trơn không ai giới thiệu mà tự nhiên cái giới thiệu bà đó hoài bà đọc được giới thiệu bà hoài tôi cũng đọc được nhưng mà không giới thiệu tôi hay hoặc là bữa nay đọc tự nhiên nó yếu đi hơi bữa nay đi làm nhiều sao công việc mình cư sĩ mà đọc nó yếu coi xuống dưới người ta quay lưng lại nhiều khi nó không thấy mình nó bữa nay cái bà áo xanh xanh nó mới đọc xong bằng bạo tiếp người ta nói vậy thôi cái tự nhiên cái mình thấy sao trong mùng nói sao sao á như vậy thì bây giờ tất cả mọi cái hình thức đó đó là cái hình thức cho nên Đức Thầy nói là tu biết cách cái cách tu là trở về cái nội tâm trở về nội tâm cho nên ông Diêu Lương Võ Đế Đức Thầy nói là ông tu mà cái tướng không à cầu phước điền trong ba cõi ông cầu phước thôi chứ ông không có trở về nội tâm để tu hành ông cất chùa cho người ta tu ông không tu cho người ta tu ông không tu thứ hai ông cất nhưng mà tiền đó không phải của ông phải mà ông đích thân ông làm có tiền ra thì cái đồng tiền đó nó mới có phước báo à, giống như bây giờ thí dụ mình đi làm phước từ thiện đi giống như Thịnh Hậu đi đi phát quà chỗ này phát quà chỗ kia người ta nói thờ ơi chú phước đức vô lượng tôi nói tôi không miếng nào đâu phước đức vô lượng à, của ông này tôi nói tôi cho bà này của bà này tôi nói cho bà kia tôi có cái công đi tới luôn vậy thôi mà lơ mơ đó ha bị phạm tiền một cái còn tội nữa à, thí dụ bây giờ trời cho mình có cái giọng độc giảng có gì của mình đâu mình đọc khai ngọn đuốc mình đọc hay quá người ta khen mình cũng là công nhận tôi hay thì cái gì đâu của tôi sấm giảng là của thầy cái xác này là cái xác của cha mẹ tạo nên mình mượn đây đọc giảng cho ta nghe người ta tu mà mình người ta nghe đó người ta nghe người ta xa hơn giống như đây qua bển khoảng 2 mét nhưng mà cái miệng với lỗ tai nó gần hơn mình nghe cái câu giảng thầy mình nghe trước hơn người ta đó thấy không vậy thì tu biết cách có nghĩa là trở về cái nội tâm để lo tu học chứ không phải câu giảng này mình đọc cho người ta tu mình không tu thời kỳ đó nhưng mà một như nói vậy không phải hết cũng có một số thôi và một số con trai trường thì nó không có một số con trai kỳ cho nên vấn đề tu học thì trở lại là tu biết cách là cái cách tu đó là phải trở về cái nội tâm để tu hành gọi là cái cách tu là trở về nội tâm để tu ăn chay có đúng cách hay không mình ăn chay nhiều khi nghèo khổ ăn chay nó dễ hả nhưng mà giàu thì mấy ông này ăn chay nó khó tại vì nghèo ăn chay dễ là lý do mình nghèo mình hắm hui ăn này kia lặt vặt thôi mua đồ tương ăn luôn cho nó rẻ đó cái người ta giàu á thí dụ mình nghèo mà mình chạy chiếc xe đạp á cái chuyện đó bình thường mà cái ông giàu mà ông chạy được chiếc xe đạp ổng mới hay đó cái người ta đeo vàng đeo này cái kiểu ăn xài lè lẹ người ta giàu người ta ăn xài nhưng mà người ta giàu mà người ta không ăn xài được người ta mới hay như vậy thì có nghĩa là cái mà mình làm cái chuyện người ta làm không được mình làm được cho nên trong Đức Phật có 10 hiệu đó gọi là ưng cúng chánh hiến chi minh hạnh túc hiện thể thế gian giải điều ngự trượng phu thiên nhân sư vô thượng sĩ Phật Thế Tôn tức là điều ngự trượng phu tức là gọi là chiến thắng muôn binh không phải là chiến công oanh liệt chiến thắng được giặc lòng đó là kỳ công hiển hách dễ dàng nghĩa là cái cách tu là hiện tại bây giờ mình có thắng được mình hay không mình theo dõi mình hàng ngày sáu căn mình coi mắt tai mũi lưỡi thân ý mình có đắm nhiễm sáu trần không lại đây bữa nay nấu bún ăn ngon quá ngày mơ lại đằng kia nấu bánh canh ăn không ngon là thấy trong mình nó khó chịu rồi nghe sau một kỳ bữa nay ăn không bằng hôm qua ở vậy đó chỗ này cũng phân biệt rồi lại đằng kia ngồi đó đằng này bữa nay niệm Phật không có quạt gió không có tọa cụ ngồi đau đít trời không có đặt đó ngồi phân biệt hoài dốt cuộc hoài tu mấy chục năm mà nhảy không khỏi đọt cao âm là vậy đó không có biết cái cách vậy thì cái cách tu là phải trở về nội tâm tu cho đắc đạo cái mượn cái thân xác này không biết nhiêu năm không biết nhiêu nữa tôi nói quý vị mình biết cái quạt gió người ta bảo hành 3 tháng 6 tháng mà chú có ai dám bảo hành chú không không bảo hành mình là cái đồ của mình nó không có bảo hành đồ không bảo hành là đồ dởm nha quý vị mình nhớ cái đồ bảo hành là đồ xịn đồ ghim mà mình bây giờ cha mẹ sanh ra không có một ông nào một bà nào nói tôi bảo hành tôi được mười bữa lỡ điên lắc chợt cái giỏ té gãy giò cái nó ủa sao kỳ vậy bảo hành sao kỳ ờ à, bảo hành vậy thì bây giờ sống của chúng ta cái cuộc sống chúng ta tu biết cách có nghĩa là cái cách tu là tu tướng thường thường xưa đến giờ mà bây giờ mình sẽ trở về nội tâm để tu đó vậy bây giờ thứ nhất là ăn chay nè và cúng lại nè thì mình cúng lại có đi vào nội tâm cúng không hay là cúng thấy người ta cúng mình cúng theo hay hoặc là thôi chiều cúng chứ cũng không có hiểu cái nghĩa cúng để làm gì đó, rồi niệm Phật cũng không hiểu thấy người ta niệm Phật sách chuỗi niệm Phật mình cũng sách chuỗi niệm Phật cho bóng vậy thôi chứ không biết gì à, người ta nói bà tu cho nó kệ tu tới đâu tới đó à, hỏi tu mà tới đâu hay tới đó
Thế rồi bà tu về cực lạc được không? Không biết chú ơi, gán niệm Phật vậy chứ, chừng nào chết biết chứ sao giờ. Mình tu mình phải biết, tu là phải giáng sanh cực lạc. Ờ vậy đó. Rồi như vậy thì ăn chay nè, cúng lại rồi niệm Phật rồi làm lành. Nói vậy thì bây giờ mấy chuyện đó là mình phải hiểu biết công việc của mình làm gì thì gọi là cách. Đó. Gọi là nhây đương nít đát. Bây giờ cái đương đát là nghe nó mới khó nữa nghe. Cái đương nó dễ, đương long 1, đương long 2, đương long 3, đương gì đó rất dễ. Nhưng mà cái đát đó nó khó hơn. Khó hơn là sao? Có nghĩa là bây giờ mình làm mà du di á mới gọi là đát. Đức Thầy cho biết là đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Vì thì tất cả mọi cái đều trở về vô vi, mà Đức Thầy nó làm vô vi chánh đạo mới màu, hoặc là tu vô vi chớ cúng chè sôi. Tất cả mọi cái gì hình thức, Đức Thầy cũng kêu chúng ta trở về vô vi thanh tịnh. Làm tất cả mọi cái, ăn chay cúng lại niệm Phật, tất cả mọi cái đó là đương. Mà đát là trở về nội tâm, làm bằng cái vô vi. Làm là không có kể, làm cũng không nhớ. Đó, như vậy. Chứ bất cứ chuyện gì mà mình phải nhắc lắm, mình phải kể, mình phải đưa lên. Vậy thì mấy cái đó toàn bộ là nó dướng hình thức là mình sẽ bị thành ông Vua Lương Vũ Đế. Mà mình tu ai muốn thành Vua Lương Vũ Đế? Không, ông Lương Vũ Đế cuối cùng ông chết, mà ông chết cháy trên đài thành á. Cho nên hôm nay cái người tu theo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy nói là tu biết cách như đương biết đát. Mà đương đát rành đặng giữa xe loan. Bây giờ ta nói rằng là ủa sao mình đương đát rành mình không về Phật về tiên mà giữa xe loan? Cái xe lon là cái xe của ông vua. Cái xe ông vua đó là xe lon phụng tán, nghĩa là phía trước có cái con chim lon nó kêu để cho tao biết rằng là xa giá đến. Vậy thì cái nghĩa bóng của nó là Đức Thầy để cho biết sau này là Phật dương độ chúng thế giới bình an. Là cái người mà trở về nội tâm, cái người mà tu mà vô vi, tu mà không kể tất cả mọi hình thức, không khen, không chê, tất cả mình không dính mắc gì hết á. Giống như quý vị mình thấy cái hư không này đựng cái gì cũng được. Mà nếu cái nhà này nó có nè, là ông đựng chút xíu nó đầy. Mà cái hư không là mình đựng đâu có đầy. Cái tâm mình mà nó không chấp, không nê, không có bất cứ hình thức nào. Người ta tu đúng tu sai kệ người ta. Mình nói một lát mình mới dính. Giống như ông kia ông tu chặt cải ống. Thấy không? Ông cải ống, bây giờ ông tu chặt ông. Ông xuống địa ngục, chứ không phải mình xuống địa ngục. Ờ mà ngộ mà tôi nói đồng đạo mà nó kỳ đó. Súng súng này nó thật ra nó trả tu vậy đó. Súng súng này bằng đầu thì còn nghe nói đạo lắm, nói xấu không. Nó ngộ gì đó. Mà cái đó là cái không đắc đạo. Cái đó là cái không đắc đạo mà mình mà mình nó ngộ lắm. Rất là hay ha. Tôi nói cái gọi là chú Châu nói câu nói mình rất là nhớ hoài. Việc người á, việc mình thì lấy đồ đậy lại, việc người thì lấy gậy khiều ra. Tôi nói cái ông đó, tôi nói nghe người ta giấu gần hết cái chuyện của người ta trở nữ, người ta làm chuyện người ta phạm giới kệ người ta. Mình đi môi móc bên ngoài, gặp ông này cũng nói, gặp ông kia cũng nói, bư móc cái đống gác hoài lên. Có cái bà đó nói, nó thiệt cái chú tôi không tu thôi chứ tôi ngon hơn mấy anh cha đạo. Tôi nói bà nói, bà thấy tôi nói thiệt cái chú tôi không tu thì thôi, tôi ăn mặn chứ tôi tốt hơn cha đạo. Mà thiệt có cái ông đạo đó như thế này nè, bà nói câu nói đó là nó đúng. Tại vì bà đó giống như bài toán, bà 10 bài bà làm chặt hết 9 bài bà đúng con bài một bài. Còn cái ông này ổng làm cũng 10 bài toán mà ổng trúng 9 bài, ổng chặt có 1 bài mà ngay cái bài chặt này cái bà này phải làm trúng gần hơn của bà đó. Tôi mới giải thích bà nghe đó, chàng ơi bây giờ bà làm 9 bài bà chặt bà có 1 bài đúng mà hơn có 1 bài, bà hơn có 1 bài thì tôi hỏi bà hơn 1 bài, ông này hơn bà 9 bài vậy ai hơn? Thì ông đó ông hơn tôi. Nhưng mà những cái chuyện thế gian nó ngộ lắm. Cái chuyện mình làm đúng không bao giờ mà ai nói vậy. Mà cái chuyện mình làm sai rồi tôi nói nghe nó bư nó móc hoài vậy đó. Đúng rồi. Nó bư nó móc lên hoài. Nhưng mà quý vị ơi, cái chuyện cho nên Đức Thầy nó là mặt tình đời dèm pha tai tiếng sửa tâm lành thì miếng hoa thơm đến chừng qua trổ nhị đơm mới là thì là trần thế mới hồng mẻ qua. Giống như chú Sáu Vịnh Sơn. Họ lúc còn sống ai nói tốt đâu. Ta bư ta móc chuyện này chuyện kia không, nhưng mà sau khi ông qua đời rồi cái mình thấy nó cái công hạnh ổng sao nó tốt đó. Như vậy thì đó đó, hoặc là ổng mất rồi ổng biết trước cái những cái điềm lành điềm tốt mình nó thấy không. Cho nên Đức Thầy nó đến chừng qua chỗ nhị đơm thì là trần thế mới hòm bẻ quả. Lúc đó ta nói tầm thu giá sao chết như ổng vậy. Bình thường mình có ổng bình thường. Như vậy thì bây giờ tóm lại Đức Thầy nói là tu biết cách như đương biết đát. Đương đát rành đặng giữa xe lon là tức là chúng ta muốn đi chỗ nào cũng được, chúng ta chứng đắc và chúng ta kề bên Phật, gọi là làm tôi Phật tử chí thành chí chơn.
mà trở lại tu, cái cách tu của mình là phải trở về nội tâm. Và cái hướng của mình đát là gì? Đương là tu ngoài hình thức ăn chay cũng lại niệm Phật, là đát là trở về nội tâm để làm, gọi là chữ Nam Mô trì giới giữ chay, chay được tánh, chay tầm mới quý, chứ không phải ăn chay ngoài miệng là không có đắc đạo đâu. Dạ rồi, như vậy thì cuối cùng thì Thành Hậu xin trả lời vừa qua cô hai câu đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị cho nói gì cũng rất là thì cái câu này thì Nghĩa xin có một ý chút xíu ha. Chút thì cái chỗ này thì câu hỏi cũng rất là rộng chứ không phải là nhỏ. Nếu mà nói sâu thêm á thì cái chỗ mà Đức Thầy nói là khùng nói cho già trẻ làm tin theo lục tổ chớ theo thần tú, thì nãy giờ Thành Hậu cũng có nói chung chung vòng vòng ngoài là cái chỗ mà trở về nội tâm đó. Còn cái tu tướng như theo thần tú với theo lục tổ thì Đức Thầy khuyên mình trở về tu theo lục tổ để mình theo con đường chánh đạo. Thứ hai, trong sấm giảng Đức Thầy nói là Phật tu cách nào dạy ta đắc đạo đó, thì ta phải làm y theo cách nấy, thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá chân lời, thì cái đó là tu theo chánh đạo. Tại vì tu theo con đường của Phật, muốn thành Phật thì phải tu theo y như của Phật dạy, không có đi vòng vòng ngoài như mê tín dị đoan hay âm thinh sắc tướng, thì cái đó là chưa biết cách. Còn cái người biết cách là cái người phải Phật đi cách nào, dấu Phật tổ đã ghi rõ lắm, trên chúng sanh cần bấm đi theo đó, rồi bấm theo cái dấu chân của Phật. Rồi Đức Thầy hoằng pháp thế nào, thầy công hạnh Đức Thầy như thế nào, mình cũng nhìn theo cái sự hy sinh, cái sự hoằng pháp của thầy tổ. Mình cũng phải hy sinh, mình tu cũng phải chịu khó, phải chịu hành đạo, phải tinh tấn, phải chịu gian nan thử thách đủ thứ hết á. Thì cái nghĩa là mình phải bám theo cái dấu chân của các ngài mình đi thì nó là biết cách. Còn nếu mà mình đi vòng vòng ngoài hoài là chưa biết cách, đúng không? Theo lục tổ chớ theo thần tú, không? Thì Đức Thầy nói vậy, thầy dạy cách nào đắc đạo thì mình tu theo cách đó, phải không? Thì bây giờ mình nghiên cứu theo cách nào mà thầy Đức Phật tu đắc đạo, thì mình tu theo cách đó. Như Đức Phật thì tu theo bát chánh đạo, tứ diệu đế. Đức Phật hành theo ba la mật, từ bi hỷ xả, có đủ hết trí huệ ngài vô biên vô tận. Mình hôm nay cũng nương theo các cái hạnh của các ngài là biết cách á. Biết cách là mình phải có từ, có bi, có hỷ và có xả nữa. Đức Phật có vô lượng công đức gì thì mình nương theo cái hạnh của các ngài. Cho nên Đức Thầy có nói là Phật tu cách nào dạy đắc đạo dạy ta, ta phải làm y theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá chân lời, nghĩa là chánh đáng nha. Còn cái chuyện mà không chánh mà mình đi vòng 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 ngoài hoài là chưa biết cách. Cho nên Hậu nói nãy rất là hay, cũng là ăn chay, nhưng mà cái người ăn chay này biết cách là khác. Ăn chay người ta có phát lòng từ bi, có lòng hỷ xả, cái lòng thương người mến vật, người ta có một cái trí tuệ, một cái tình thương gửi trong đó, thì là thật thật á là mới quý. Còn ví dụ mình ăn bắt chước ăn thì giống như con bò ăn trâu, nó cũng ăn cỏ, nó cũng đâu ăn thịt ăn cá gì đâu. Nó cũng là chay vậy, nhưng mà nó không chứng đắc, chưa có chứng đắc được. Tại sao? Tại vì nó thiếu cái trí huệ trong đó, thiếu từ bi trong đó. Cho nên ở đây á, là cũng là một việc làm, nhưng mà cái người biết cách thì khác, còn người không biết cách thì là khác. Cũng là một việc vậy, nhưng mà thấy ra thì cái việc làm như vậy. Cho nên cái việc mà trở về nội tâm để mình tu, để mà hành theo đường bát chánh đạo của Đức Phật dạy á, thì người đó là biết cách đó. Và nếu nhìn qua thì thấy là người ta tu rất là đông, nhưng tại sao không chứng đắc? Là tại vì chưa biết cách đó. Cho nên trong cái ta bà thế giới này, mà nhất là trong cái thời kỳ này, là không biết cách thì rất nhiều, người biết cách thì rất là ít. Cái chỗ nãy Thành Hậu nói, cái chỗ là phải trở về cái tâm như Vua Lương Võ Đế đó, là cái dạng nó cũng chưa biết cách. Theo lục tổ Huệ Năng thì chỉ chẻ củi, đặt rau, gánh nước để làm cái việc rất là bình thường thôi, nhưng mà ngài biết cách. Tại vì ngài gì làm vì cái lòng từ bi, làm vì cái lòng hỷ xả, vì lòng thương người, vì lo cho vô ngã. Làm mà không thấy mình làm, làm đúng, làm theo đúng chánh pháp, nhưng mà không thấy mình làm, vô ngã, vị tha. Còn ăn chay hay làm phước, bố thí giúp người vô số luôn, làm biết bao nhiêu công hạnh nhưng mà không thấy mình làm. Trở về thật tướng chỗ đó, cái đó là cũng là việc làm, nhưng mà cái người thì thấy mình có làm. Người bắt cây cầu thì Nghĩa cũng bắt, Huynh cũng bắt, nhưng mình thấy mình làm chuyện này lớn quá. Cái việc bắt cây cầu này là phước đức lớn dữ lắm, nghe mình nghĩ trong bụng mình nghe. Còn ông này ông bắt thì ông nghĩ là thôi, tôi bắt xong cây cầu này thôi, tôi bắt cầu khác.
Chưa, tôi không nhớ cái câu này nữa. Dạ. Thì đó cho thì cái đó là hai cái khác. Ngoài lề nha. Dạ. Hỏi trong rồi hỏi Hình Hậu trước đi. Là hỏi Hình Hậu đi. Tại vì tôi cũng có một người bạn thì câu thì cũng không có được là giỏi lắm. Mời bển thì. Dạ. Nhưng mà nghĩa là cũng chút cũng như là nó hỏi tôi mà tôi cũng có ý là tôi giải thích nhưng là cô cầm này lên là cho anh nói mới nghe được. Không biết đúng hay là sai. Dạ. Thí dụ chú không? Bây giờ sao khác nước? Ví dụ như bây giờ cũng là đồng ăn chay từ đó đầu giờ cũng như bạn tu với mình. Nhưng mà thí dụ như có một đồng đạo hỏi tôi như vậy nè là thí dụ ăn chay thì đó giờ. Nhưng mà bây giờ mình không ăn chay nữa thì cái chuyện mình trước đây mình ăn chay là nó hủy bỏ hết, không có còn được cái gì hết. Hỏi tôi không biết gì nhưng mà tôi trả lời gì, coi đúng hay là sai. Tôi nói bây giờ tôi đặt thí dụ như vậy. Chị thì cũng thầy giáo lý cũng không có được thông mấy. Nhưng mà thí dụ như chị nghĩ là mình có 10 công đất thì năm nay mình làm ruộng được bao nhiêu lúa mình dí vô đó thì trong cái năm khác mình không làm được thì mình cũng vẫn còn lúa ăn. Chứ làm cái gì mà phải quỷ hết tiêu hết. Không, cái này là tôi không biết, tôi giải thích chị nghe. Tại vì thí dụ bây giờ mình thí dụ hồi đó giờ mình biết tu bao nhiêu năm hay là biết làm phước hay là biết ăn chay gì đó bao nhiêu năm thì mình cũng hưởng được bao nhiêu đó. Còn từ đây lên mình không làm nữa thì thôi mình không hưởng, giống như mình làm lúa được bao nhiêu năm thì mình hưởng cái bao nhiêu lúa đó. Bây giờ mình không làm nữa thì không có lúa nữa thì thôi, chứ có gì đâu mà phải mất. Thì tôi không biết tôi giải thích gì nhưng mà có đúng hay là sai, nhờ hậu giải thích dùm đi. Chắc chị nghe là cả ngàn năm như dân cho xíu mà tôi hoài không thấy ai thành thì chị mới đặt ra cái không đó. Không có, bạn mình hỏi mình thì mình cũng không có hiểu sâu xa lắm. Không có. Thưa quý vị, thì vừa qua được cô cũng nêu lên cái ý hôm bữa cũng có người hỏi vậy đó. Tôi nói gì chứ tôi ăn chay mấy chục năm rồi, bây giờ tại cái này là thường người ta nói luôn, nó mày ăn chay mấy chục năm ha, bây giờ mày ăn mặn cái là mày thiêu đốt hết trơn luôn, hết luôn, không có 3 năm thiêu giờ gì đó. Nói như vậy đó. Rồi nó hết trơn luôn thì cô nói cũng đúng, tại vì giữa cái vấn đề mà cái phước đức của con người á, mình cho nên Đức Thầy nói là lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước với miền trần gian. Tức là lưỡng thần hồi xưa và ông bà mình nói hai ông gia giác đó, gọi là lưỡng thần đó, ông thiện ông ác. Lúc nào mà mình khởi lên cái tâm lành tâm thiện thì ông đó ông biên vô, bữa nay nó làm được việc thiện. Rồi bữa nào làm ác thì ông đó ông biên vô. Thì bữa nào mà ăn chay 10 năm thì cái ông thiện ông biên vô 10 năm. Rồi ông này ông ăn bắt đầu kể từ bữa nay là ông nghỉ thì bắt đầu tới ông ác ông biên vô. Nó vậy thôi. Vậy hôm nay ông không có biên, hôm nay ông ở không rồi, tại vì ông ác không biên, cái này nó phước hoài, nó làm phước hoài, rồi nó làm hoài suốt 10 năm. Rồi bây giờ nó ăn qua ăn mặn ngày, bữa nay thì kể bữa nay, mê thì kể bữa mê, mốt thì bữa mốt. Nhưng mà thường thường á, cái người mà ăn chay mà bị thời gian nghỉ đó, là nó uổng là về vấn đề như thế này. Cái máu của con người á, nếu khoa học chứng minh á, là 3 năm thôi. 3 năm là cái máu nó thay đổi. Mình nói cái máu cho nó dễ hiểu, chứ thật ra nếu sâu sắc hơn là cái tế bào. Nói cho một cách khoa học hơn gọi là tế bào. Đó. Cái tế bào mình nó thay đổi. Nó thay đổi. Quý vị mình thấy giữa cái người tu lâu và cái người chưa tu đó, mình ngồi gần kế bên mình thấy cái hai cái mặt đi. Nó thể hiện cái gì? Cái người tu là nó có một cái thể hiện cái lòng, cái từ bi, cái nét mặt á. Nét mặt nó từ bi. Thôi giờ nói cho một cách dễ hơn. Quý vị mình vừa tới chùa cái gặp ông phía trước, cái ông mà hộ pháp á. Cái lưỡi ông dài xuống mà có nanh rồi ha. Rồi mình bước vô trong chùa, gặp ông Phật, ông ngồi cái thấy hai người sao. Nghĩa là cái ông họa sĩ này, ông đắc được nhân tâm. Ông hiểu được về vấn đề. Cái người mà ông Phật đó, ông có đầy đủ từ bi vô lượng kiếp. Ông vô lượng kiếp, ông tu hạnh rất là hạnh tốt đó, cho nên nó có đức lại gặp là dần thấy mến. Còn cái ông mà hộ pháp phía trước đó, ông cũng tu nữa, nhưng cũng tu công hạnh khác. Chứ mấy ông hộ pháp là chỉ có hộ pháp thôi. Hộ pháp là ai mà sai là đánh liền à. Ma quỷ mà lại tới phá mấy ông này là đập. Ông không có tu. Nghĩa là ông hộ pháp chứ không có cái sự từ bi. Ông Phật thì có sự từ bi. Thôi vậy thì trở lại, cái người mà ăn chay 3 năm
5 năm, 7 năm mà xa rớt đó, là nguyên nhân. Mình hiểu được cái nguyên nhân. Vậy thì từ xưa đến giờ bà này ăn chay chứ không có hiểu được cái gì hết. Chứ đâu có gì đó. Nếu cái người mà hiểu được đó ha, là bây giờ mướn người ta ăn, ta cũng không ăn nữa. Chết bỏ như thế này. Chết không ăn. Đúng. Đúng luôn. Bây giờ nói như thế này, giống như bây giờ đây mình nói vào bên mấy ông này cái. Hồi đó ông thấy người ta biết rằng gọi là hồn bác á, linh thiêng sinh chứng giám, cười rằng cách mạng sẽ thành công đó. Người ta ngủ bờ, ngủ bụi, nó vô gần ngủ trong hang xuống tức giật, mình thấy trong hang đi xuống chịu không nổi, là mấy ông này mà ở dưới đó. Để người ta nuôi cái ý chí, thấy không? Như vậy có một số người ta nuôi ý chí không nổi, còn có ngày mơi nữa thôi là hòa bình mà hết nổi chui lên đi chiêu an đi á, là đi đầu hàng là rồi xong. Vậy thì trải qua suốt một thời gian ông này ổng không có trung thành. Bây giờ trải qua suốt thời gian cái cô này, cái chú này 10 năm nay là chú ăn chay là ăn vậy thôi, chứ chú chưa có giác ngộ. Chứ nếu mà giác ngộ thật sự ha, nếu giác ngộ thật sự là không bao giờ trở lại ăn mặn. Tại vì mình ăn chay cũng chết, ăn mặn ổng có sống không? Bây giờ cái ông ăn mặn này tôi nói ổng có sống không? Cũng chết. Vậy thì giữa cái chết này cũng chết, trước cũng chết, sau cũng chết. Cái mặc định cha mẹ sanh ra là phải chết thôi. Nhưng mà cái phước báo ăn được bao nhiêu là nó còn bao nhiêu hết. Nhưng mà nó ngộ lắm nha. Ăn chay này mà không có cái sự thể hiện lòng từ bi đó, giống như châu bò khỉ dượng mà vừa qua anh Nghĩa nói đó. Ông bà Thới ông nói là châu mài sừng, châu vẫn là châu chay, mãn kiếp vỏ hầu cũng ra khỉ. Ăn chay là ăn vậy chứ con dâu mà đi ăn câu cá hay hoặc đi siệt mà gặp cá là mừng. Ồ bữa nay mày làm có lý dữ mày. Ăn chay đó. Ăn chay. Mà không có ăn cũng nhiều mừng. Gặp con cái trong nhà mà làm được có cá là mừng. Hoặc là chuột bỏ chạy ra kê nó chạy lên kia kìa mày. Ăn chay mà vậy thì bây giờ nếu mà ăn chay mà thể hiện lòng từ bi là nó có phước báo, có phước đức, có từ bi. Còn ăn chay mà để ăn giống như ăn theo phong trào thôi thì tránh đi cái nhân quả trong thời gian đó thôi. Tránh theo vô nhân quả thôi. Bây giờ trả lời cho mau hơn là 10 năm ăn chay, cái phước báo vẫn 10 năm, công đức phước báo gì đó ông này cho do cái dụng tâm thôi. Giống như bây giờ cũng đồng thời vô làm công ty. Nhưng mà tại sao cái ông cũng đồng thời mai, nhưng mà tại sao 1-2 tháng mà thấy tay nghề ông này ngon rồi, ta đưa lên cái chuyền trên, ta làm cái lương nó cao. Cũng may đi làm mướn thôi, nhưng mà đi lên cái chuyện trên coi chừng khỏe hơn mà tiền nhiều hơn. Ý nói cũng đồng thời ăn chay, mà ông này ăn chay ông thật lòng từ bi, ông thương từ con mũi con ruồi mình, gặp mũi cũng đập, gặp kiến cũng thổi cũng giết, gặp lửa cũng quơ, gặp ổ kiến cũng lấy nước sôi châm đó, cho nó chết để nó cắn nhà cắn cửa, gặp con rắn cũng đập, gặp con chuột cũng không tha, gặp con cua cũng giết. Thì dốt cuộc lại ăn chay thì ăn, nhưng mà giống như ông làm công ty, không hai ông làm mà ông có tiền nhiều ông có tiền ít cũng đồng thời ăn tương. Mà một người có công đức có phước báo, một người không có gì hết, mà ông này ăn chay 10 năm, hôm nay ông nghỉ ăn thì cái phước ông vẫn còn. Cũng 10 năm đó cũng còn. Cũng còn, đâu có hết được, giống như ông Lương Võ Đế. Như mà Hậu nói vậy là đúng rồi, như Út nghĩ, người ta nói là quỷ bỏ hết thiêu hết như trứng vịt ung. Đâu quá. Thành ra ý Út hỏi rằng Út biết ăn là đây, trả lời là cho, trả lời cho người bạn mình nghe vậy. Có thôi. Hết là như thế này. Chứ không phải là gì. Chứ mình thì mình trả lời này, tôi cũng trả lời gì nè, tôi nói á. Tại lý do gì mà hết. Ví dụ nghỉ ăn thì cái mình mặn giống như mình mặn lúa, còn mình dí đó thì cũng còn hở cái đó chứ sao mất mới gì hết. Mà cái cái hết là như thế này là hết nè, cho nên ta nói là nhất sân chi quả, năng thiêu dạng khoảnh công đức chi sơn. Thí dụ là hết như thế này, ông Cử Đa ngày xưa ông có đệ tử là ông Hai Lương đó, ông Hai Lương, ông Cử Đa nói tánh con còn nóng quá, mỗi chuyện dài lắm nha, mình kể khúc thôi, tánh con còn nóng quá, 3 năm nữa thầy về rước, ông ráng ông tu nhưng mà ông quên đi cái thời gian, trên núi mà có đâu thời gian, bữa nay là đúng 3 năm rồi đó. Ngày nào cũng đem cơm bên cho cúng thầy, ngày nào đem cơm cúng thầy. Mà bữa đó là hàng ngày ông tu, ông có làm quen với ông đó, ông chợt lát. Ông chợt mà ông lát không à. Ngày nào cũng đem cơm cúng thầy. Bữa nay là cũng cúng cơm thầy cũng như mọi ngày vậy đó. Ông chợt lát lên, bữa nay ông làm gì, nó tôi cúng cơm thầy. Nó vậy ha. Thôi vậy tôi ăn với nghe. Thì ông Hai Lương mới, thì ngồi đó đi để tôi cúng, tôi vô chổng tôi lấy nước tương rồi ra tôi cúng. Rồi cho ông ăn, cúng xong rồi ăn. Ông này vô lấy nước tương, ông chợt lát leo bàn thờ ông ngồi cho nó. Chuyện nói không? Leo lên. Mà phải ăn mà đàng hoàng không nói gì. Ăn rồi một miếng ăn, rồi ăn cái rồi dục, rồi làm đổ đồ lum bên trên vậy. Chịu nổi không? Chịu nổi không? Trong lúc này nè. Cái lúc này là hết thiệt nè nghe. Cái lúc này tu 3 năm nè.
để đợi thầy về nè. Cái này là đúng nè, là 3 năm tu kêu bằng tu quyết liệt mà đợi tới thầy về, thầy về cuối cùng thua. Rồi ông Mạnh Tạng ơi, ông là ông ăn không làm gì? Cái tôi cúng thầy tôi mà ông tới số không rồi. Cái nói ông người tu với thầy ông cũng vậy thôi, ăn thầy ông ăn giống như tôi ăn. Ông này nóng một cái là tại sao? Ông chệch lát mà ông nói là ông xưng thầy nữa. Tôi biết ông quá rồi. Tôi biết ông này chệch lát mà ông nói là ông tôi ăn là giống như thầy ông ăn thôi. Giận. Đó là lúc này là hết luôn luôn. Ông giận một cái ông bút cây ông đập chệch lát. Không giận được tiêu chân. Đó là tiêu bạn. Cái đó mỗi 3 năm thiên giờ. Câu đó là người ta nói là cái nó áp dụng như cái trường hợp đó, ông không đắc đạo được, ông Hai Lương ông không được thầy rước. Còn vấn đề ăn chay là chưa có đắc đạo gì hết trơn thì ăn ngày nào tính ngày nấy, ăn ngày nào tính ngày nấy. Bữa nào ăn mặn thì tính theo ăn mặn, ăn chay tính theo ăn chay. Vậy hoài tới. Rồi vậy hả cô? Anh mô Phật trở lại Nghĩa. Anh Nghĩa có đóng góp gì thêm không? Thầy giáo về đóng góp thử thầy. Rồi cho ông thầy giáo Nghĩa đóng góp cái coi. Thì cái mà cô hỏi đó mình hiểu cái ý của cái người đó. Có nghĩa là trong một cái giai đoạn đầu người ta cũng tu, cũng hành đạo, cũng tinh tấn, cũng tốt đó, mọi việc đều tốt hết. Nhưng mà cuối một đoạn đường đã bị dắt té, thì người ta có còn được phước báo gì không? Đó té, ngẫu như té. Tôi nghĩ là không mất. Giờ tôi ví dụ cái hình ảnh này là cô sẽ nhìn thấy rõ nhất. Giờ tôi muốn đi đây lại nhà Út Dân là 10 cây số, mà tôi đi được 7 cây số rồi. Giờ tôi ngủ quên hay tôi buồn ngủ quá, tôi mệt, tôi nằm xuống tôi ngủ, ngủ quên. Hay là tôi vì một lý do gì đó tôi không đi được nữa. Sau đó tôi tỉnh dậy thì tôi đi tiếp nữa, còn 3 cây số nữa. Tôi vẫn đi tiếp, còn 3 cây nữa. Như vậy là 7 cây số này vẫn còn được không? Được, đúng không? Cái ví dụ thứ hai là tôi đắp một đoạn đường này từ đây vô nhà Út Dân. Nhưng mà tôi đắp được là 6 đoạn đường rồi. Sau đó cái vì hoàn cảnh gì đó không đắp được nữa. Sau một thời gian tôi có thời gian, tôi trở lại tôi đắp tiếp. Như vậy là 4 phần đường còn lại tôi đắp hoàn thành. Rồi đó là cái ví dụ mà để cho cô thấy rõ là cái chỗ mà mình thành tâm. Vì trên con đường đi của chúng ta đi á, không phải ai cũng nói dám chắc là mình đi thẳng một đường hoài, không bao giờ vấp ngã. Không bao giờ mà quên. Giống như có thì một lúc thì nghĩa là mình ở Sài Gòn, nhưng mà mình một ngày cũng cúng 2 thời, 3 thời. Nhưng có một giai đoạn thì nghĩa đi nước ngoài không cúng thời nào chứ, thì đâu có mất gì đâu. Nhưng có lúc thì nghĩa trở về, nghĩa tu tiếp. Thì cái đó á, không phải là đốt gì cả. Nhưng mà đây ý cái người tu đó, người ta còn phân vân không biết là giờ trở lại mình tu như vậy là cái phần trước mình tu có mất hay không. Không mất quý vị, không mất. Bởi Đức Thầy mới nói là mong người tu tịnh ít nhiều cũng hay. Vậy là cái suy nghĩ của tôi cũng đúng như không có mất. Nên Đức Thầy vẫn khen. Bởi vì trong nhà Phật mình á, có một cái điều là trong những bên Thiền Lâm thì cho là mình tu có thể là nhiều kiếp, trăm kiếp, bao nhiêu kiếp được mới có thể là đoạn tận được, rồi mới trở về mới thành Phật được. Có nghĩa là người ta nói là con đường đi mình đến đây mình chưa viên mãn thì kiếp sau tái sanh lại đi tiếp. Rồi nếu mà chưa xong nữa đi tiếp nữa, đi tiếp hoài 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 đi đến mà tới cái cửa Phật thôi. Thì đó là ý là muốn nói rằng nếu người tu chúng ta lỡ kiếp này mình chưa thành Phật vẫn tiếp tục đi tiếp, kiếp sau tái sanh lại còn một đoạn đường nữa, chúng ta sẽ đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp mãi chứ không bao giờ mất gì cả. Bởi Đức Thầy nói mình tu tịnh ít nhiều cũng hay, Đức Thầy khen hết chứ không phải là chê mà anh tu tới đó là anh dở. Không phải, tu tới đó được hưởng tới đó, ăn được bao nhiêu thì no bấy nhiêu, chứ không bao giờ nói đã ăn rồi thì nãy giờ ăn không mấy chục hộp sen, ăn được mấy chục hộp này nó đã no được nhiêu rồi, đúng không? Chứ có khi nào mà nói mình ăn nhiêu nữa nó giật rồi mà giờ nó mất hết, đâu có lý do nói mất được. Cái ví dụ điển hình như vậy thì chúng ta mới thấy rõ được. Cho nên con đường tu của chúng ta cũng cứ như thế. Lỡ những người nào mà đã đi trên bước đường đi bị chợt, bị ngã, cứ tiếp tục đứng lên đi nữa, đi tiếp tục. Cái đoạn đường phía trước nó vẫn còn đó, không mất vào đâu cả. Cứ tiếp tục đi nghe, đứng lên đi chứ đừng thấy mà nói vậy là nằm ở đó, đúng không quý vị? Câu hai nó là biết bao vị thánh hiền thở trước buổi ban sơ cũng chợt liên miên, nếu chợt rồi nhưng cố đứng nhưng rồi có đứng dậy liền, do nơi đó mà nên đạo cả. Nay nếu có người tu bị ngã
hãy mau mau à, tức là tu ngã thì đứng lên nữa, hãy mau mau bươn bả đứng lên không ừ. Ừ. Đó. Vậy để nghĩ của tôi chúng với quý vị quá chúng cho mời được dạ yeah, một câu đó là cho từ ngã là đứng dậy cái đường nằm y đó bạn đứng lên nằm tại vì ý cái cô đó câu hỏi đó là mình hiểu cái ý của tâm trạng cái người đó. Út Giang hồi đó ở đây Út Giang cũng thừa biết tôi là sao rồi, hồi đó giờ cũng ngã không biết bao nhiêu lần tại có người ta bi quan đó cô, ta nghĩ thôi ngã cho ngã luôn đi, tại vì đi mấy chục năm rồi giờ lỡ ngã cho ngã luôn đó là cái đó là không được. Mới lớn lên hen là 6-7 tuổi là biết ăn chay đi đọc giảng viên ba thì ép gãi, con còn có cái ăn mừng mấy năm bắt đầu ngã tiếp. Cho nên chúng ta cứ lỡ ngã rồi đứng ngã, lên đi nữa, ngã rồi đứng lên đi nữa. Sau này mất rồi mất tiếp tục bây giờ cũng như là không biết vững hay không nữa. Nhưng mà vững trong bụng hay là nghĩ vững rồi nhưng mà mình cũng ngừa. Ngừa gì mà ngừa? Ngã rồi. Còn rồi có một người bạn đó là mình ngã lên ngã xuống vậy đó, mình khuyên như vậy đó không biết đúng người ta sao. Nếu mà hiểu như vậy đó là rất là bị quan có người bạn không biết ai nữa hiểu hiểu ý của người đó bởi mình mới hiểu ý nhưng mà dễ vậy đừng có tôi hiểu cái ý của người hỏi đó, người đó là nếu mà nghĩ như vậy là mình bi quan không nên. Mình đã đi một đoạn đường rồi, mình quên ngủ say trong một giấc mơ nào đó, đang bị ngủ say ngủ mê, có một người thành hậu lại kêu cửa thức dậy đi tiếp chứ đừng có bi quan. Tôi đã lỡ tu 20 năm giờ lỡ rồi, lỡ này lỡ kia rồi thôi nằm luôn ngủ tiếp thì cái đó là không được đúng không. Còn giờ mình cứ tiếp tục đi còn một phần đường nữa thì có người nhắc nhở mình thì cứ tiếp tục đi tới đích ha.